Chiến lược số 2 là Hoàn được đặt tên là gì ạ? Đó là đầu tư theo vết dầu loang. Đầu tư theo vết dầu loang. Mọi người có hình dung ví dụ như khi mà đây là sẽ là một cái cốc nước này, đúng không? Hoàn sẽ giỏ một cái giọt dầu vào đây thì cái chuyện gì nó xảy ra? Đấy, khi mà Hoàn giỏ một cái giọt dầu vào cốc nước này thì cái câu chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thì mọi người có thể nhìn thấy là bắt đầu cái dầu đó, cứ chảy, nó cứ loang dần ra, đúng không? Đến lúc đầu có thể nó chỉ bằng cái móng tay thôi, nhưng mà sau có thể nó bằng cả một cái bàn tay như thế này. Đấy, đấy là vết dầu loang. Và trong đầu tư bất động sản thì đầu tư theo vết dầu loang nó như thế nào ạ? Là nó như này, một ví dụ như này thì các bạn rất là dễ hiểu này. Ví dụ như tại Hà Nội là đang làm đường vành đai 4, tại Thành phố Hồ Chí Minh là đang làm đường vành đai 3. Nhưng mà trước khi mà nói đến vành đai 4 thì mình sẽ bảo mọi người liên tưởng ở Hà Nội bây giờ là chúng ta là đang thấy cái đường vành đai 3 tại Hà Nội, đúng không ạ? Cái đường Nguyễn Xiển Phạm Hùng đấy là vành đai 3 ở Hà Nội. Đấy, và gần hơn nữa có thể là chúng ta lại liên tưởng đến cái đường vành đai 2 của Hà Nội. Đấy, hoặc là vành đai 3 của Thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 2 của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người thấy câu chuyện gì xảy ra? Khi mà năm 2006 bắt đầu hoàn xuống Hà Nội thì năm 2006 các bạn nhá, thì khi đó đường Phạm Hùng làm còn chưa xong. Đường ở dưới thấp ấy. Đấy, phải mãi năm 2 tầm 2010 thì cái đoạn ở Khuất Duy Tiến nó mới xong. Và cái câu chuyện mà khi mà đường vành đai 3 mà nó chưa xong ấy tại Hà Nội ấy, thì mọi người thấy là xung quanh vành đai 3 thì chúng ta chỉ thấy là đồng ruộng là nhiều thôi. Các cái nhà dân hiện hữu, các cái nhà thấp tầng là nhiều thôi. Ví dụ như từ năm 2009, 2010 đến nay thì sao ạ? Sau hoàn tạm tính là sau khoảng 15 năm thì sao ạ? Các bạn thấy canh lam mọc lên đâu chưa? Đấy, những cái tòa chung cư mà như các cái tòa West Point đúng không? Starlake, mấy cái tòa của Vinhome đó, của Tân Hoàng Minh đó, đúng không? Tất cả những cái tòa nhà cao tầng nằm dọc vành đai 3 của Hà Nội, các bạn thấy mọc lên là thấy nó mọc lên đâu chưa? Đấy là cái câu chuyện là gì, vết dầu loang là như nào? Khi mà có hạ tầng mở ra thêm nhá, đây là có hai yếu tố này. Số 1 là khi mà dân số tăng này, số 2 là khi mà hạ tầng mà chúng ta được đầu tư xây dựng này, thì câu chuyện gì xảy ra? Những cái người mà thứ nhất là con người này từ trong phố chật chội này thì bắt đầu người ta sẽ di chuyển dần ra những cái vùng ven, bởi vì tại sao ạ? Số 1 là đất vùng ven sẽ rẻ hơn. Cái số 2 là người ta chấp nhận đi xa hơn. Ví dụ như là Hoàn đang ở chung cư thì có thể là Hoàn chuyển sang mặt đất chẳng hạn. Đấy. Và cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay là gì? Đúng không? Ngày trước thì chúng ta đi xe buýt thì bây giờ chúng ta có xe máy, ngày trước đi xe máy thì bây giờ chúng ta có ô tô. Đúng không ạ? Nên là chúng ta có thể là chấp nhận đi xa hơn. Nghĩa là cái sự dịch chuyển của dân cư từ nội đô ra ngoại đô. Dạ. Khi mà sự dịch chuyển của dòng người thì đồng nghĩa với sự dịch chuyển của dòng tiền. Nên là cái đầu tư theo vết dầu loang là như nào? Các bạn này thay vì bây giờ là các bạn cứ phải mua trong trung tâm thành phố Hà Nội thì đúng không? Các bạn cứ mua bây giờ là vành đai 3, bây giờ nó gọi là trung tâm rồi. Thì tại Hà Nội là chúng ta đang có vành đai 4. Thay vì chỉ mua ở vành đai 3 để các bạn mua được một căn chung cư thì bây giờ các bạn có thể di chuyển ra vành đai 4 để các bạn mua được tầm 5-70 thậm chí là 100 mét vuông đất cũng bằng cái tiền chung cư bây giờ. Đấy. Và chúng ta mua bây giờ có thể chúng ta sử dụng, chúng ta vẫn đi ô tô lại được, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta chờ đợi để làm gì ạ? Chờ đợi là để dòng người rồi là cả dòng tiền từ nội đô nó chảy ra ngoại đô, từ vành đai 1, từ vành đai 2, từ vành đai 3 và đầu nó chảy ra vành đai 4. Đó, đấy là chính là cái chiến lược đầu tư theo vết dầu loang, hay là mọi người có thể là dễ hiểu hơn nhé, đó là chính là đầu tư những cái bất động sản ở ven những cái khu đô thị, ven những cái khu trung tâm mới. Mọi người hay hình dung gọi là đầu tư bất động sản vùng ven, mọi người chỉ nghĩ đến vùng ven của Hà Nội đâu, đúng không ạ? Nhưng mà không, khái niệm vùng ven của Hoàn là gì? Bất cứ một cái khu nào là trung tâm ấy thì bên cạnh đó đều gọi là vùng ven. Bởi bất cứ khi mà cái sự đô thị hóa, đúng không, nó diễn ra ấy, thì trung tâm nó đã đô thị hóa hết rồi. Nhưng bây giờ muốn đô thị hóa tiếp theo thì nó phải ra ngoài những cái vùng ven. Đấy, và khi mà hạ tầng này, khi là con người này, khi mà dòng tiền này, đấy nó đổ ra vùng ven thì đương nhiên là giá vùng ven là phải tăng này. Đó, đấy là một cái chiến lược mà Hoàn đánh giá rất là cao trong đầu tư bất động sản, và đặc biệt là cái chiến lược này nó sẽ rất là phù hợp cho những nhà đầu tư mới. Cái chiến lược này nhá, nó ít có thể là ít rất nhiều lần và nó có lại cực kỳ an toàn nữa, bởi vì cái yếu tố như này này, khi mà chúng ta đầu tư những cái bất động sản vùng ven ấy thì những cái bất động sản đó là nó có tính sử dụng rất là cao, đúng không? Hoàn ví dụ ra là những bất động sản đó là đều là chúng ta có thể ở hoặc là chúng ta chờ đợi được. Khi mà nói tới vách dầu loang thì Hạt cũng phân tích rất là sâu.
Thì ý chị Thúy muốn nói thêm cái phần mà Hoàng nói là vùng ven thì sẽ an toàn với điều kiện là đảm bảo về việc mà chúng ta tính pháp lý và check quy hoạch các thứ nha cả nhà, chứ không phải nghe Hoàng nói chia sẻ là mua đất vùng ven theo quốc dầu loan thì sẽ an toàn, thì có thể là mua bất chấp chỗ nào cũng được, là không phải, mình vẫn đảm bảo những tiêu chí của tính thanh khoản của một bất động sản anh chị nha, chứ không phải là vùng ven thì có thể là chúng ta cần biết rõ, quan trọng nhất đó là pháp lý và quy hoạch.